dẫn những người con thương Việt Nam. Bao năm rồi mình chịu đựng nhiều gian lao, bước chặn đòn roi những bậc hùng anh. Giờ đây thời đàn lục hy sinh chiến đấu. Cho đàn em chia sẻ thương cho niềm vui, tìm lại mái ấm bên tôi màu hoa giữa tinh khôi. Xin được cảm ơn tiết mục của chi đoàn 11 AB.